phần trình diễn của hai ca sĩ trẻ đang được ưa chuộng của trung tâm Asia. Xin quý vị chào đón Hoàng Vy và Ánh Minh. Cái nơi mà tập trung các cư dân buôn bán của Campuchia và Lào rất là đông,
nó giống như những cái cửa cảng, giống như là cửa đại của Hội An hoặc là phố Hiến Hưng Yên ngày xưa vậy. Những người dân của ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Lào họ tập trung ở khu vực Hồ Lắc này, họ buôn bán cho là hàng hóa với những người dân tộc thượng ở khu vực này, những người dân tộc ở Cao Nguyên. Từ đó thì những người mà có công việc là săn bắt con ở bên Lào họ tụ tập lại tạo thành cái làng ở khu vực Hồ Lắc. Và đó, nếu mà chúng ta vào tham quan chúng ta sẽ thấy được cái mộ của vua Sam Go này. Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột là một trong cái buôn làng của ông già Thuột. Ở khu vực này thì kế bên Thuột thì có đi châu Âu và các nước cái vùng Ba Tư. Nãy giờ qua những cái con đường như là đặc biệt là đường tơ lụa và du nhập qua châu Á. Sau này, sau khi mà những người phương Tây họ khai thác thuộc địa, thì cái cà phê thì nó cao khoảng chừng 6 mét, chỉ có 6 mét thôi. Lượng tính có giá trị như cây cà phê này có hoa màu trắng, nó đỡ khoảng chừng 30 ngày thôi, xin lỗi 3 đến 4 ngày thôi, xin lỗi. Nó tự thụ phấn, nó nhờ gió và cái lò bướm tự thụ phấn. Ở Buôn Ma Thuột này thì nguyên cái tỉnh Đắk Lắk thì chỗ nào huyện nào cũng trồng cà phê hết. Tuy nhiên cà phê ở Buôn Ma Thuột lại có cái hương vị đặc trưng riêng, thơm riêng, chứ mình thấy làm nên thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột. Người ở khắp nơi trên thế giới đều biết cái thương hiệu này. Và ở đây thì có một cái thương hiệu cà phê rất nổi tiếng, cà phê Thương Nguyên. Đó là một thương hiệu bây giờ cái thương hiệu cà phê Thương Nguyên này làm danh nhân tiêu biểu của châu Á. Chúng ta sẽ ở Buôn Ma Thuột một lại một đêm để thưởng thức ly cà phê Buôn Ma. Tuy nhiên thì ở Tây Cư khẩu vị cà phê Tây Cư cũng khác rất là đặc biệt, các vị ta sẽ lại thích được. Và hồi trước là sao kiểu nào, cuối năm kiểu nào, theo kiểu thành phố hay ở Sài Gòn hay là sao kiểu ở đây thì họ sẽ đem ra đi cà phê của mình. Mà cho dù pha chữ này đi chăng nữa thì cà phê đây cũng rất là ngon. Có người nói cà phê họ rang á thì họ bỏ áp phiện vào. Các anh chị có tin điều đó không? Dạ có đó. Khi mà rang họ bỏ một chút xíu thứ áp phiện vào để cái hương vị cà phê nó thơm hơn, nó quyến rũ hơn. Có người nói là bỏ nước mắm, thật sự bỏ nước cho nước mắm vào rang thì chưa bao giờ thấy bao giờ. Nhưng mà cho áo thiện vào rang một con rồi rang thì chưa đã thấy rồi. Ở nhà mình thấy cây Khmer chưa? Chút xíu tới đến ngã 6 ở trung tâm của Buôn Ma Thuột. Người dân tộc Ê Đê và người dân tộc Mơ Nông ở Đắk Lắk này thì họ sinh sống trên, người Mơ Nông thì họ sống trên nhà sàn, và người Ê Đê thì nhà dài. Còn những cái mái nhà rông đặc trưng tượng trưng cho vùng Tây Nguyên này thì đa số là của người Pana, Pana và người Seda. Người Ê Đê, cái chữ viết của người dân tộc Ê Đê này biết đến với hai bộ sử thi nổi tiếng là sử thi Đam Sang và sử thi Sinh Nhã. Người ta gọi là Khang, những trường ca Khang. Chữ viết của người Bana là Xê Đăng, người Mơ Nông thì họ theo cái chữ viết môn Khmer, còn theo cái chữ viết ở đây thì là chữ viết riêng. Và công chiên không gian văn hóa công chiên đầu năm 2007 vừa rồi thì
của nhân loại. Vào năm 2011 này, nếu mà gia đình chúng ta chờ lên thành phố Chi Minh Thuận này, thì chúng ta sẽ tham dự một lễ hội lớn, lễ hội cà phê. Lễ hội này được nhà nước công nhận là lễ hội được tổ chức định kỳ hàng năm, tổ chức được 2 năm một lần ở thành phố Chi Minh Thuận, giống như là festival biển Nha Trang hay là festival hoa ở Đà Lạt. Chừng 6 cái, có bộ 8 cái thì có bộ 14 cái. Người AD thì cầm chiên thì họ không cho người nữ đánh. Tuy là họ là chế độ bảo hệ đó, nhưng mà người nữ không được đánh, chỉ người nam mới được đánh thôi. Nhưng còn người sedan á, người sedan thì nam nữ đều đặt được. Nam nữ đánh được. Người hiện nay thì người hồi trước hay người Ban A họ cũng không cho nữ đánh, nhưng bây giờ nữ cũng có thể đặt đánh cầm chiên. Nếu mà anh chị nào mà muốn về lại Ninh Hòa, chúng ta sẽ đi con đường đó. Yeah. Sẽ, nếu mà đi về lại Ninh Hòa, về lại Nha Trang thì con đường đó đổ xuống. Con đường này sẽ băng qua đèo Phượng Hoàng. Ngày ấy thì con đường này là một tuyến đường quan trọng cho tới cuộc quốc vương của tướng Thảo Văn Phú. Tuy nhiên con đường này bị quân đồng 10 của các bạn Việt Nam chặn đánh ngay đèo Hiệp Hòa, nên ta không có rút quân về được. Và chiến dịch Tây Nguyên là một trong những chiến dịch mà nổi tiếng. Nương rẫy và nó quay về, đi làm nương rẫy rồi quay về thế thôi. Họ đâu có việc là để buôn bán này nọ, họ không biết đường. Thật sự là chỉ có thể thôi. Nhưng mà cái ăn vàng người Kinh này nè, theo cái thói quen của người Kinh á, thì là buổi sáng thì là phải có ăn sáng thì thôi, ăn sáng uống cà phê, rồi là cũng phải thường hương nghiêng, rồi là nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng mà anh chàng là anh rất là buồn ở trên Tây Nguyên nên anh lăn vặt, chỉ có người nhà dân, thế là anh tìm không có, cái anh chặt lên đi lên đi xuống cái dốc, nhất là cái dốc Đồng Vương hồi nãy là mình đi qua đó, cái dốc Đồng Vương. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, phải trong cái chức của nhà nguyện đó, thì là người giúp cho nhà nguyện đi lên bên này của khám phá, kể
cũng có những cái người, nếu mà người kia gọi là đi ngược về dòng lịch sử thì mình sẽ thấy rất là nhiều người trên mình có công lao rất lớn về cái sự thành lập và tổ chức những cái khu hành chính trước đây, không phải là bây giờ mà là trước đó nữa. Như thời thì lúc bây giờ người trên cũng có công rất lớn. Vâng. Bây giờ đây chính là cái ngã ba của Công Công đây, cái đường ở phía bên tay trái là đường để đi về đường Hồ Chí Minh, về Ngọc Hồi, cửa khẩu Y là đường này, cái đường đi và đường con rẫy này để mình đi Măng Đen, đây mình đi Măng Đen đây, rồi còn lại đây rồi sẽ tạm biệt Thời Lê tại đây, rồi gia đình mình phải đi. Bằng gỗ thôi, cái cầu treo bằng gỗ. Và sau này thì trong cuộc chiến tranh thì nó phá sập. Thì bây giờ thì năm thì xây lại cái cầu treo. Và cái cầu treo này là cái cầu mà do tất công nhân và kỹ sư Việt Nam xây dựng, chứ không phải ai nhờ nước ngoài. À, trong đó thì có góp phần của một số sinh viên của Đại học Bách Khoa, họ đã thiết kế để làm nên cái cầu treo nước ngoài này. Tập hợp lại cái cụ tắm ngay đây, cái điểm cuối cùng của đường Trường Sơn. Đầu điểm là Ngọc Hồi đó, cuối điểm là đường đây. Rồi, nhưng mà bên kia cũng là đường Trường Sơn, nhưng mà lại kia là khung của đường đây, điểm là đường cuối cùng của đường 14 đó, đường 14. Hết cái này đến đây là hết đường 14 rồi nè. Qua bên kia đường 9 cũng là dòng một trong những cái đường Sơn, nhưng mà khi mà bên kia là điểm của đó là khu Nam Lào. Chứ thế ta gọi chung cái chặng này là chặng đường chiến Nam Lào, nó phải đường chiến Nam Lào. Cái này chỉ là đường chính thôi. Nha. Thì đường chính này nó có nhiều đường chính, đường chính A, đường chính B và đường chính. Tức là có ba con đường chính. Hai đường số chính á, đường số chính A, đường số chính B thì nó cũng song song với đường chính này luôn. Nó cũng bắt đầu có từ cái ở dưới quốc lộ 1 lên cái đường Trường Sơn này. Đây có đường số 9, đây là con đường số 9. Và con đường số 9 này nó chạy hẳn qua đến cửa khẩu La Bảo luôn. Dọc đường á, qua này chúng ta thấy rất là nhiều nhà người dân tộc đúng không ạ? Người dân tộc đúng không ạ? Thì dân tộc người Bảo đây là người Vân Kiều, người bán có Vân Kiều. Và ở khu vực A Lưới á, là Ru. Dòng sông Dương á, dòng sông Dương đổ về đó, họ sinh sống dọc về dòng Dương, người sông Dương.
con cái con sông đất ven này á.